thằng mày. Mày. Hello họ. Hello mấy bạn. Linh. Mình đang đi về miền núi. Bạn lên đâu? Bạn lên đâu? Hello đây mình đây đi giữa trên. Đâu có cần gì đâu, qua chỉ quay thôi. Đâu? À, hello các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay xin chào Homie nha. Hôm nay Homie đi đâu đây? Đi Lâm Đồng thông âm cố đúng không? Đi lên núi phải không? Rồi, hôm nay được. Xác vô nha. Hello. Giờ mình sẽ đi lên núi. Thì kiếm đồng rồi mày. Cảm ơn thôi. Hôm nay đây là đang làm phim hả mày? Mà đang làm phim thực tế. Mây, núi à, núi à. Cái vô là. Đây là đoàn thám hiểm. Xin chào bạn Ly đang đi thám hiểm ở đâu đây? Trên núi đúng không? Không, bạn Linh đi thám hiểm ở đâu đây? Tuyên, xin chào đây. Thì muốn lọt xuống đó không? Thấy rồi. Đây, trên đây cũng có thùng rác nữa nè. Rồi, cưng nè. Ở đây đừng đụng nha, đừng đụng nha, coi chừng cho. Mà liếm miệng bạn không? Trời, con kia thấy cưng. Chó này dễ thương quá. Cưng. Dễ thương. Con chó cho bà hả ta? Cho bà đó. Coi chừng nha. Nó đang nhìn.